Sao các bạn, chào con đã quay trở lại với kênh Thuật Thuật Máy Tính của mình. Đây là kênh YouTube của mình đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là download và cài đặt cái game FIFA bằng fix một số lỗi của FIFA 2011. Đó là những cái lỗi cơ bản là lỗi E0001 này, data 0.bit này. Đó, ở đây mình download về sẵn rồi nha. Ở đây các bạn chọn một trong ba link này. Nhờ đây mình sẽ đào thử và chọn cái mượt xe nhé. Thì các bạn sẽ đợi cái quảng cáo này xong bỏ qua. Tụi mình đây các bạn tích vào cái am not a robot. Rồi bấm click to download. Bạn đợi 10 giây. Đó, bạn đợi 10 giây sau đó. Mình sẽ để cái link download ở bên dưới mô tả video nha. Đấy, các bạn sẽ tích vào nó robot tiếp và download chờ đợi. Vậy là các bạn đã download thành công. Bây giờ đến bước cài đặt nha. Ở đây mình đã tải về sẵn đây. Các bạn giải nén bằng nguyên tra bình thường thôi. Đây, giải nén ra. Đây, mình giải nén xong rồi đây. Ở đây chú ý nha. Chú ý ở cái điểm khi các bạn mà gặp cái lỗi, khi cài gặp cái lỗi thiếu file data 0.bit này, là nó lỗi là các bạn chưa thực hiện bước này trước. Các bạn phải thực hiện cái bước này vào thư mục game này. Đây, chưa cài nha, các bạn vào thư mục game. Các bạn chọn Global Computer. Đó, xong bật lên các bạn ấn bất kỳ phím nào. Đó, các bạn convert cho cái này nó xong có cả data đây. Những cái file data nó có ở đây. Data 0.bit thì nó sẽ thiếu nếu các bạn bỏ qua bước này. Rồi. Rồi các bạn cứ chờ cái chỗ này đến 100% nha. Chờ. Rồi cái này các bạn phải đợi khá là lâu nha. Các bạn rồi sau khi convert gần xong rồi thì convert gần xong các bạn đợi nhé. Đây bây giờ là đã xong rồi đây, convert đã xong rồi. Đây nó sẽ ra cái data 0.bit các bạn này chưa, nó sẽ ra file này. Còn nếu các bạn không chạy vào file này nó sẽ không ra, không convert ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ cài đặt bình thường nữa. Ra thư mục này quay lại và vào chọn vào auto run này thôi. Mình sẽ cài cho bạn xem nhé. Rồi cái dép đi, cài đặt như bình thường. Rồi ở đây các bạn cây, các bạn nhập cây thì các bạn lấy cây này ở đâu? Thì đây các bạn ở trong thư mục này có cái file cây cân này, bấm lên các bạn chọn cây cân. Rồi, copy cái cây này. Đó. Sau đó là paste vào đây. Next. Rồi, bây giờ các bạn có thể thoát cái cây này được. Rồi, cứ tích vào đây accept. Chạy. Rồi, cái này các bạn chọn ổ cài nhé. Cái này không chọn ổ cài các bạn cứ trên bàn tích. Các bạn theo dõi nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, làm video tiếp theo. Cảm ơn các bạn nhiều. Và đây các bạn ấy chờ đợi trong vòng. Nếu mà các bạn mà nào mà không thực hiện cái bước này ấy, cái bước Global Computer này trước thì nó sẽ xảy ra cái lỗi nó là cái lỗi này này. Là cái lỗi thiếu cái file data 0.bit này. Đó. Nó sẽ thiếu cái này. Đấy. Nó đang ấy. Nó đang chạy cái file này. Thì cài nó cũng các bạn phải chờ đợi thôi. Bây giờ thì nó ra những cái phiên bản FIFA 2019 rồi.
chung là cái này chỉ cho dòng cái máy máy nào mà yếu đó để chạy thôi, chứ bây giờ chơi FIFA 17, 18, 19 chứ bây giờ không ai chơi cái. Nhưng cái này các bạn đừng tắt đi nha. Rồi các bạn, giờ đến bước nó đang cài đặt Ragix đây các bạn. Ở đây mình sẽ để link tải ở cái, đây là fanpage, các bạn cái fanpage đây mình có đủ ơi thủ thuật cho mấy cuộc chơi cơ. Đây còn cái link tải cái game này mình sẽ để ở phần mô tả video nhé. À, có bạn này đang hỏi này, thì nhà hỏi tận 7 tuần rồi. Rồi nó chạy gần xong rồi bạn. Rồi đến bước này thì các bạn à, cái này thì chắc không cần đâu, mình nghe bỏ tích đi và skip thôi. Skip đi, skip đi. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ ra vào cái thư mục FIFA nha, vào OC này, vào cái mục X86 đối với V4 nha. Đó là mục Esport này, FIFA 11. Đó, các bạn vào từ mục game. Đây, đó là cái mục FIFA này. Đây, các bạn xem ra màn hình nhá, để cho dễ. Rồi, các bạn mở ra. Rồi mình mở lại nhá, vì mình rồi đây nó cài thành công, không có lỗi gì. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn mà gặp cái lỗi không ấy, rồi mình sẽ chọn một giải nhá, chơi đó, chơi một đoạn cho các bạn xem nhá, không mới lại bảo mình không cài thành công. Kaka, từ cái thời Kaka. Rồi đấy. Rồi, ok. Rồi, skip. Arsenal. Mình sẽ chọn tìm, cố gắng tìm chọn màn đỏ nhé. Đây, màn lập tức. Ok, giờ vào thử một trận chơi đoạn cho các bạn xem nhé. Nói chung thì rồi, nói chung thì nó điều khiển luôn, điều khiển bằng phím thì nó sẽ khó hơn khi các bạn dùng tay. Rồi. S là đá mạnh nhá. Mấy cái đá ra ngoài. Thôi, các bạn mình thử cái mai nhá. A là nhẹ thôi các bạn. A là đệm bóng. Mình check. Rồi, dây bóng à. Kaka. Ôi, mạnh quá. Rồi, nói chung là tập rồi. Cái này để tập quá. Không được, không được. Định lừa, thử vô, thử vô.
Rồi mình sẽ sút vỡ mặt nữa. Không được. Rồi, vỡ mặt nhá. Bài tập hôm nay chuẩn bị rồi tại về cứ phim ham EDS. Wow, cuối cùng là cái check thật. Rồi thử suốt cho bị tay check một lần nữa nha. Mình cố tình rút thẳng vào mặt đấy. Trời ơi, đã một mình đấy. Ngoài suốt một lần nữa nào. Wow. Rồi, nói chung là các bạn chơi thử chơi những ngoài bàn phím thôi. Mình có bàn phím mình không. Man về Leicester City à? À Man City, man xanh man đỏ nhá. Mình thử đá một trận nhá. Đá một trận chơi. Đây đó. À không phải đá. Trời ơi. Không được, không được. Nói chung là nhìn cái cấu hình, nhìn cái ảnh nó vẫn là đẹp lắm. Chứ không phải như cái game khác. Vì phiên bản thì nó cũng khá cao mà. Vậy là, vậy là. Peter check. À không được. Vui hết. Bao nhiêu khán giả xem ở support. Không được. Nào. Hôm mình xin dừng video tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh này ủng hộ mình nhé. Đăng ký và bấm chuông để nhận những video mới nhất từ kênh mình nhé. Chào các bạn.